Ok. Xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Và hôm nay Bà Hồng Audio đang có mặt tại thành phố Yên Bái để chuẩn bị setup cho một anh khách hàng rất là yêu âm nhạc tại thành phố Yên Bái. Chúng ta có thể thấy là một cái khung cảnh rất là đẹp mắt đúng không ạ? Anh Hiếu thì là một vị khách hàng Bà Hồng Audio cũng mới quen và được anh order lên setup cho một bộ âm thanh nghe hay bày đẹp tại một căn biệt thự rất là đẹp mắt. Và anh là một người rất là đam mê cũng như là yêu âm nhạc, đã tìm hiểu qua rất nhiều đơn vị cũng như là rất nhiều kênh. Và cuối cùng thì chốt lại tại Bà Hồng Audio tư vấn cho anh một cấu hình rất là chuẩn. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu hình đó là gì sau một lát nữa nha. Và anh Đức Hiếu thì có sở hữu một công ty chuyên về xây dựng rất là lớn tại thành phố Yên Bái. Nếu như chúng ta có nhu cầu về xây dựng thì có thể liên hệ với công ty Đức Hiếu để được tư vấn và thi công một cách trọn vẹn nhất. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiến vào bên trong để tìm hiểu xem cấu hình mà hôm nay Bà Hồng Audio setup cho anh Hiếu là gì nhá. Được tập kết hai chuyến và đây là cặp loa âm ly và đầu phát thì đã được chuyển lên trước rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dỡ hàng xuống và di chuyển vào trong nhà để setup cho anh Hiếu nhé. Ok. Thank you.
voice should be centered between your two loudspeakers, tightly in focus. Out of phase, my voice should have no apparent source, no apparent focus. Should sound like it's coming at you from all around the room. Move your speakers incrementally, a little at a time, to enhance this effect. The less focus you have in outer phase mode, the more focus you'll have in the phase. Out of phase, my voice should have no apparent source, no apparent focus. Should sound like it's coming at you from all around the room. Move your speakers incrementally, a little at a time. The less focus you have in out of phase mode, the more focus you have.